Bài 4 này. Thời gian làm bài tập của các học sinh lớp 7 tính bằng phút được thống kê bởi bảng sau. Đó, đây chính là cái bảng mà về thời gian làm bài tập của các học sinh học lớp 7. Chưa? Tiếp theo là bây giờ người ta hỏi câu A, dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu? Câu B, lập bảng tần số, tìm mốt của dấu hiệu, tính số trung bình cộng. Và câu C, vẽ biểu đồ đoạn thẳng. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi làm các câu A, B và C nhé. Đầu tiên sẽ là câu A này. Giải này. Câu A, dấu hiệu này. Dấu hiệu ở đây chính là gì? Thời gian làm bài tập của các học sinh lớp 7, đúng không nào? Thời gian làm bài tập của các học sinh lớp 7 này. Đó, đây chính là dấu hiệu. Tiếp theo là số các giá trị là bao nhiêu. Thì chúng ta sẽ nhìn vào bảng, sau đó thì chúng ta sẽ đếm nhé. Chúng ta xem có bao nhiêu cột này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cột đúng không? Bao nhiêu dòng? 1, 2, 3 và 4. Thì chúng ta sẽ lấy 8 x 4 thì sẽ bằng 32 giá trị, đúng không? Bây giờ cô sẽ có này. Số các giá trị là 32. Rồi tiếp theo sẽ là câu B. Câu B người ta yêu cầu chúng ta lập bảng tần số, tìm mốt của dấu hiệu và tính số trung bình cộng. Vì ở đây chúng ta thấy người ta yêu cầu chúng ta tìm số trung bình cộng. Chính vì vậy mà cô sẽ lập cái bảng tần số thêm một cái cột nữa. Đó là cột tích của những cái thời gian này cũng như là nhân với tần số tương ứng của nó nhé.
Ở đây chúng ta sẽ được là bằng 234, à 233 này. Đó. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi sang cái phần câu hỏi thứ hai, đó là tìm mốt của dấu hiệu. Mốt của dấu hiệu thì chúng ta sẽ xem ở cái cột tần số này, xem là tần số nào lớn nhất, thì ở đây chúng ta thấy là 8 đúng không? 8 tương ứng với nó thì cái thời gian, hay là cách khác thì là giá trị sẽ là 8. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra rằng là gì nhỉ? Mốt của cô M0 chính là bằng 8. Đó, cô sẽ có này, M0 bằng 8. Tiếp theo là tính số trung bình cộng. Số trung bình cộng tức là x cái ngang bây giờ sẽ bằng này, 233 chia cho 32. Và kết quả xấp xỉ sẽ bằng bao nhiêu đây? Xấp xỉ bằng 7,3. Đó, 7,28 bao nhiêu đó, nhưng mà cô làm tròn thành xấp xỉ 7,3 nhá. Rồi, và vừa rồi là câu B. Tiếp theo chúng ta sẽ sang câu C là vẽ biểu đồ đoạn thẳng. Và bây giờ chúng ta sẽ sang câu C nhá. Thì để vẽ được biểu đồ đoạn thẳng thì chúng ta sẽ phải dựa vào cái bảng tần số rồi cô. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ hai cái trục tương ứng giống như là chúng ta vẽ trục OX và OY đúng không? Nó vuông góc với nhau. Và cái nằm ngang thì chúng ta gọi là gì nhỉ? Chính là thời gian, hay nói cách khác là các cái giá trị. Còn cái nằm thẳng đứng thì sẽ là chúng ta sẽ đi biểu diễn các cái tần số. Đó, thì bây giờ cô sẽ kể được như sau. Rồi. Đó, đây sẽ là cột tần số, hay là cách khác là f của cô này. Và nằm ngang thì sẽ là các giá trị tương ứng ở đây sẽ là x này. Và bây giờ thì cô sẽ vẽ cái biểu đồ đó như sau. Bây giờ này, chúng ta sẽ có là có các giá trị đó là 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11. Và tần số là 2. À có 1 này, 2, 4, 5 và 8 đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ như thế nào đây? Trước tiên thì chúng ta sẽ vẽ ở đánh dấu các điểm đó là gì? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ở trên cái đoạn thẳng đó là gì? Về các gì nhỉ? Giá trị trước nhá. Thì bây giờ chúng ta có 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11. Thì ở đây cô có 1 ở đây này, 1, 2, 3 và 4. Tiếp theo sẽ là 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9, 10 và 11 này. Đó, rồi. Tiếp theo là bên tần số. Tần số thì có 1, 2, 4, 5 và 8 đúng không nào? Thì ở đây cô có sẽ 1 này, 2, 3, 4 này, 5, 6, 7 và 8. Đó, thì cô chú ý cho các em rằng là gì? Những cái khoảng cách như thế này ở hai trên hai cái cột này là nó có thể khác nhau, được chưa? Tức là ví dụ như ở dưới này, ví dụ một đơn vị thì chúng ta có thể là 2 là 10 cm chẳng hạn. Đó, cứ một đơn vị chúng ta có thể chia đoạn thẳng là gì? Cách nhau 10 cm chẳng hạn. Nhưng mà ví dụ ở trên này thì chúng ta có thể chia khoảng cách nó khác. Miễn sao cho là từ 0 đến 1 cũng như là từ 1 đến 2 là nó phải bằng nhau, đúng chưa? Rồi, hay nói cách khác là khoảng cách giữa hai cái trục này nó có thể khác nhau. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành vẽ. Thì bây giờ này, tương ứng với cái giá trị là 4 thì nó xuất hiện 2 lần. Thì khi đó cô sẽ có này, 4 này. Đó, 4 thì cô sẽ gióng lên. Sau đó được cái đến cái cột là tần đến cái chỗ là tần số là 2 thì cô sẽ gióng sang ngang nhá. Và ở đây. Đó. Thì đây, và khi mà gióng sang ngang như thế này thì chúng ta sẽ biểu diễn bằng nét đứt nhá. Rồi, tiếp theo là giá trị ở 5 thì tương ứng với tần số là 4 này. Đó, thì bây giờ cô cũng sẽ gióng thẳng đứng lên này.
Thì giống cái đoạn thẳng thẳng đứng này thì sẽ là nét liền này. Giống sang ngang thì sẽ là nét đứt này. Đó. Tiếp theo sẽ là 6 thì tương ứng sẽ là 5 này. Tiếp 7 cũng sẽ là 5. Đó. Thì đây cũng là nét liền này. Và gióng sang ngang cũng là nét đứt này. Rồi, tiếp theo sẽ là 8 thì cũng là 8 này. 8 ở đây. Thì tương ứng với tần số sẽ là 8 này. Rồi, tiếp theo 9 tương ứng với tần số là 5. Đó, thì bây giờ cô sẽ có này. 9 tương ứng với tần số sẽ là 5 này. Rồi, 10 sẽ là 2. Tiếp tục, 11 thì sẽ là 1 này. Rồi. Và đây chính là biểu đồ đoạn thẳng mà đề bài yêu cầu chúng ta vẽ. Đó, thì vừa rồi cô đã đi làm cho các em cái bài tập xong bài tập này rồi đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái bài tập tiếp theo nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ vào bài tập số 5 nhé. Là số cơn bão hàng năm đổ bộ vào lãnh thổ Việt Nam trong 20 năm cuối cùng của thế kỷ 20 được ghi lại trong bảng sau. Đó, và đây chính là cái bảng đấy, thống kê đúng không? Và bây giờ này, cô A người ta hỏi là gì? Dấu hiệu ở đây là gì? Cô B lập bảng tần số và tính xem trong vòng 20 năm, mỗi năm trung bình có bao nhiêu cơn bão đổ bộ vào nước ta? Và người ta yêu cầu chúng ta tìm mốt. Và câu C là biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng bảng tần số nói trên. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ, đầu tiên sẽ là làm câu A nhé. Bây giờ cô sẽ tiến hành giải như sau này. Câu A là dấu hiệu này. Dấu hiệu ở đây chính là gì? Số cơn bão hàng năm đổ bộ vào lãnh thổ Việt Nam trong 20 năm cuối cùng của thế kỷ 20, đúng không? Chúng ta sẽ có này là số cơn bão đổ bộ vào lãnh thổ Việt Nam trong 20 năm cuối cùng trong 20 năm cuối cùng của thế kỷ 20. Rồi, đây chính là dấu hiệu. Và tiếp theo chúng ta sẽ sang cái phần B là lập bảng tần số nhé. Vì ở đây các em thấy là gì? Người ta yêu cầu chúng ta tính mỗi năm xem có trung bình bao nhiêu cơn bão. Tức là tìm x gạch ngang đúng không? Thì khi đó chúng ta sẽ phải lập cái bảng tần số thì chúng ta sẽ cho thêm một cột. Đó là cột tính tích của giá trị nhân với tần số đúng không? Bây giờ cô sẽ lập được bảng tần số như sau. Và đây chính là cái bảng tần số mà cô đã làm sao nhỉ? Vừa lập được, đúng không? Thì bây giờ cột cỡ đầu tiên của cô là số cơn bão.
Và cột thứ hai là tần số, và thứ ba là tích của số cơn bão tương ứng nhân với tần số của nó, đúng không? Thì bây giờ chúng ta lại đi nhìn vào cái bảng ở bên kia để chúng ta sẽ xem là có bao nhiêu giá trị khác nhau, hay nói cách khác là số những cái cơn bão khác nhau nhá. Thì của mỗi năm, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ xem là gì? Tất cả xem là ở trong cái phần, ở trong tất cả cái bài này, trong tất cả các bảng, cái bảng này thì chúng ta có tất cả bao nhiêu giá trị nhá. Và cô đã lập được một cái bảng tần số như thế này. Và cột đầu tiên là số cơn bão, cột thứ hai là tần số, và cột thứ ba là tích của số cơn bão nhân với tần số tương ứng, đúng không nào? Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái bảng mà số liệu để chúng ta sẽ xem là gì, có tất cả bao nhiêu giá trị nhá. Thì bây giờ cô sẽ có này, chúng ta sẽ đếm xem có bao nhiêu cột này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Và có 2 dòng thì 10 x 2 sẽ bằng 20. Đó, tức là chúng ta sẽ có 20 giá trị. Và bây giờ chúng ta sẽ xem các cái giá trị khác nhau là bao nhiêu giá trị khác nhau nhá. Thì bây giờ sẽ có, đó là gì nhỉ? 3 này, 2 này, 4 này, 6 này, tiếp này, 5 này, tiếp tục này, là còn số nào nữa nhỉ? 8 này, 9. Vậy thì các em đếm vào thì các em sẽ thấy có 7 giá trị khác nhau, đúng không? Thì bây giờ cô sẽ ghi lần lượt các giá trị khác nhau này vào trong cái cột số cơn bão này, sao cho sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn nhá. Thì nhỏ nhất sẽ là bao nhiêu nhỉ? 2, đúng không? Tiếp theo sẽ là 3, 4 này, 5, 6, tiếp là 8 và 9. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ đếm xem là các cái giá trị này có các tần số tương ứng là bao nhiêu nhá. Thì bây giờ các tần số tương ứng này, đầu tiên sẽ là số 2. 2 cơn bão thì sẽ xuất hiện bao nhiêu lần đây? 1 này, 2 và 3, đúng không? Thì ở đây cô sẽ điền được bằng 3. Tiếp 3 này, 3 thì sẽ xuất hiện bao nhiêu lần? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 lần. Tiếp là 4 này, 4 thì xuất hiện bao nhiêu lần đây? 1, 2, 3, 4, 4 lần. Tiếp 5, 5 thì sẽ xuất hiện này, đó là 1, 2, đó. Tiếp này, 6, 6 thì sẽ xuất hiện bao nhiêu lần nhỉ? 1, 2, 2 lần đúng không? 8, 8 thì xuất hiện, các em thấy là 8 xuất hiện 1 lần. Và 9 cũng xuất hiện 1 lần. Đó. Rồi, và bây giờ thì chúng ta chỉ việc xem tính tổng các cái tần số này xem nó có đúng là ra số các giá trị là 20 không nhá. Thì ở đây là 3 cộng 7 bằng 10 này, 14 này, 16 này, 18 và 20. Rồi, vậy thì chúng ta thấy n bằng 20. Tiếp, bây giờ chúng ta chỉ việc đi tính tích của số cơn bão này nhân với tần số tương ứng của nó. Thì ở đây 2 x 3 là 6 này, 3 x 7 là bằng 21 này, 4 x 4 là bằng 16 này, 5 x 2 là bằng 10 này, 6 x 2 là bằng 12 này, 8 x 1 là 8, 9 x 1 là 9. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tính tổng. Thì chúng ta sẽ có được như sau: 6 cộng 21 này, cộng 16 này, cộng 10 này, cộng 12 này, cộng 8 và cộng 9. Thì kết quả sẽ bằng 82. Đó, kết quả ở đây bằng 82. Và bây giờ người ta yêu cầu chúng ta làm sao nhỉ? Tính trung bình xem một năm là có bao nhiêu cơn bão đổ bộ vào nước ta. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ tính được là gì? X này, tức là tính trung bình thì sẽ bằng 82. 82 chia cho bao nhiêu nhỉ? Chia cho 20 đúng không? Thì các em thấy là sắp xỉ là bằng bao nhiêu nhỉ? 4,1. Đó, vậy thì chúng ta sẽ trả lời là gì? Vậy trung bình mỗi năm có khoảng 4 cơn bão đổ bộ vào nước ta. Đó, vậy thì chúng ta sẽ trả lời như sau. Vậy trung bình mỗi năm có khoảng
4 cơn bão đổ bộ vào nước ta. Trong vòng 20 năm. Thôi, không cần cái này đúng không? Rồi, và tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm mốt. Đó, mốt thì tức là M0 này. M0 của cô bây giờ sẽ bằng bao nhiêu? Thì chúng ta sẽ nhìn ở trong cái cột tần số này. Thì các em thấy cột tần số này thì có số 7 là cao nhất đúng không? Thì ở đây xem là gì? Gióng sang cái cột giá trị. Thì các em thấy là gì? Tương ứng với tần số là 7 thì giá trị là 3. Hay nói cách khác chúng ta sẽ suy ra M0 của cô sẽ bằng 3. Đó, vậy thì chúng ta đã làm xong câu B. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái câu C nhé. Câu C. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải dựa vào tần số cũng như là giá trị để chúng ta sẽ vẽ được cái biểu đồ đoạn thẳng đúng không? Thì bây giờ cô sẽ vẽ được cái biểu đồ như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ hai cái trục thẳng đứng thì cô sẽ biểu diễn là gì nhỉ? Tần số F. Còn nằm ngang thì sẽ là các giá trị. Chưa? Và ở đây là X. Đó. Thì bây giờ các em sẽ thấy là gì? Cái trục thẳng đứng và trục ngang này thì nó sẽ vuông góc với nhau, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ chia khoảng này. Thì bây giờ chúng ta trước tiên các em sẽ phải nhìn vào cái bảng này thì để các em sẽ chia khoảng sao cho nó hợp lý nhá. Thì bây giờ đầu tiên sẽ là về giá trị này. Thì các em có 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ chia cái khoảng cách như sau. Đây, từ đây đến đây là 1 này. Đây sẽ là 2 này. 3, 4 này, 5, 6, đây là 7 này, 8 và đây là 9. Rồi, tiếp theo, bên tần số là 3. Bên tần số thì chúng ta có 1, 2, 3, 4 và 7. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. Đó, thì bây giờ cô sẽ nối tương ứng nhá. Ở đây số cơn bão là 2 thì tần số sẽ là 3 này. Thì tức là bây giờ cô sẽ nối 2 và 3. Tức là gióng 2 lên này sẽ là nét liền này. Gióng sang 3, gióng sang ngang sang số 3 thì sẽ là nét đứt này. Tiếp 3 và 7. Đó, 3 gióng lên với 7. Đúng không? Thì sẽ là nét liền. Gióng sang ngang thì sẽ là nét đứt này. Tiếp theo 4 và 4 này. Thì gióng thẳng đứng lên sẽ là nét liền. Và gióng sang ngang sẽ là nét đứt này. Rồi, tiếp tục 5 và 2. Đó. Tiếp theo sẽ là 6 và 2. Rồi, và tiếp theo nữa sẽ là 8 và 1 và 9 cũng là 1 này. Thì cô sẽ gióng một thể luôn nhé. 8 và 9 này. Và 1 gióng sang ngang. Rồi. Và đây chính là gì nhỉ? Cái biểu đồ đoạn thẳng mà biểu diễn cái bảng tần số này, được chưa? Và vừa rồi thì cô đã đi làm cho các em xong bài tập số 5 và đây cũng là bài cuối cùng ở trong chuyên đề này. Và bây giờ thì cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong những cái chuyên đề lần sau. Xin chào tất cả các em.